Xin chào các bạn. Doanh nghiệp mà khi làm marketing thì hay gặp một số vấn đề sau mà nó sẽ làm cho cái quá trình làm marketing không hiệu quả. Vấn đề đầu tiên đó chính là liên quan đến business model, nghĩa là không có cái model để biết được là thành công của mình nó là khi nào và phân tích được các cái cấu trúc liên quan hoạt động kinh doanh. Điều thứ hai doanh nghiệp làm marketing thất bại đó chính là không xây dựng được bảng ISAT để từ đó tìm ra các điểm chạm để tiếp cận với khách hàng, để đo lường và đưa ra được công thức để có thể tiếp cận khách hàng và tạo ra hiệu quả. Điều thứ ba đó chính là thiếu nhân sự trong quá trình triển khai liên quan đến vấn đề về marketing. Tại vì đã không thông được cái mục tiêu và không thông được các chỉ số thì không thuê được nhân sự, cũng như là không thuê được các đơn vị thực hiện marketing một cách hiệu quả. Điểm thứ tư mà doanh nghiệp gặp phải trong vấn đề làm marketing đó là liên quan tới vấn đề về việc đó là không xác định được chi phí làm marketing, cho nên là chi rất là ít. Mà chỉ ít thì nghĩa là điểm tiếp cận khách hàng nó cũng ít và cái việc thu về lead nó cũng không nhiều, cho nên cái cơ hội để phát triển và tăng trưởng nó cũng không có. Và như vậy thì lúc này làm như thế nào để có thể giúp các bạn làm marketing hiệu quả được thì nó có hai cách là hiệu quả nhất. Cái mẫu đầu tiên là các bạn nên để cho các chuyên gia về marketing như bọn tôi đến khám doanh nghiệp, nghĩa là xem các chỉ số, tìm ra các cái vấn đề đang gặp phải đấy và đưa cho các bạn giải pháp. Và điều thứ hai cần phải làm đó chính là chúng ta cần phải đưa ra được việc là chuẩn bị được ngân sách, cũng như là đưa ra được bài toán về tài chính để thực hiện cái việc marketing một cách tổng thể. Thay vì việc là làm một cách lắt nhắt để nó tốn tiền thì chúng ta nên thực hiện một cách chuyên nghiệp như vậy.